cả các bác nhá, chào tất cả anh em. Hôm nay em được ít hàng về, giới thiệu lại các bác anh em nếu con đâm đi cuộc quả thôi, nhưng mà chất lượng. Giới thiệu lại các bác là em về là hai em săn xui 6-7 nói cha nhá. Hàng tuyển chọn đẹp xuất sắc, đẹp không tùy vết luôn. Một em có mã gỗ, em không mã gỗ nhé. Bác nào lấy em nào thì cứ alo cho em. Em này là chạy 8 sò than, công suất 250W, chịu kháng đánh từ 4 ohm đến 16 ohm. Nên là em đã bắt được tất cả những dòng loa Nhật, Mỹ, châu Âu là chơi được hết. Mặt gương bóng nhá, đẹp xuất sắc này. Hai em nói chung là không có một vết lông mèo. Em này chạy 8 sò nát APT nhá. Dòng sò hay nhất của dòng săn xui 6-7 nói cha. Hai em giá này cũng bình dân thôi. Bác nào kết thì cứ alo trực tiếp cho em đi. Nên mà giới thiệu lại các bác, hôm nay lên đến một em đỏ lông BMA đang 940V nhá. Em này nói chung là quá huyền thoại rồi, mà rất là nổi tiếng trên thị trường Việt Nam đấy, nhưng mình rất được nhiều anh em đánh giá về chất âm. Em này thì công suất thì có 205W thôi, nhưng mà rất là khỏe, rất là uy lực nhá. Em này thì chạy 4 sò săn ken 2 vít. Chế độ đánh cầu A cầu B và cầu A cộng B, đánh được 2 cặp loa liền. Rất nhiều các ngõ ăn chơi, từ là ngày CD đến tun rồi video follow đầy đủ. Mặt đen bóng đẹp xuất sắc, hàng tuyển chọn bên em rồi. Giá em này thì cũng hơi cứng một chút các bác nhá. Ở đây bán tiếp cho các bác này, đây là cái em tôn của radio nhá. Để cùng với mấy em đờ lông này nói chung là rất mượt mà, rất là đẹp nhá. Trưng bày này. Và tiếp theo là quan lọc. Lọc con này nó là hàng VIP của Mỹ rồi. Con này nó là ADC nhá, SS412X nhá. Em này thì quá nổi tiếng mà đấy rồi. Em này dành cho những bác nào có yêu thích và có đôi tai vàng nghe thì bắt đầu mới đánh giá được em nó. Đèn nước của nó là ngày hơn một găng tay đó nha. Rất đẹp này. 20 cần chỉnh cho hai vế mà có volume to nhỏ này. Đấy, là có hai vế nha. Em này là cần này, các cái cần âm sắc này là cứ chỉnh đi đâu với là nghe rõ biết thì đấy này. Rất là đẹp luôn nha. Có đây này, đèn to nhỏ hết này. Em này của nó là đẹp lắm. Tiếp theo bên này thì giới thiệu các bác, đây là một bộ kéo đẩy dè bao của Pioneer. Là model nó là C1500, bao của nó là 1000 M1500 các bác nhá. Em này cũng thuộc dòng huyền thoại rồi. Tiền thì rất là ít nhưng mà chất âm em nó rất là hay, khỏe, đánh được các dòng loa Nhật, loa Mỹ luôn. Em này thì chạy 4 sò than này, nhưng mà công suất của em là bộ kéo đẩy thì công suất nó rất là khỏe, nó nốt tất cả các chức năng đầy đủ hết các bác nhá. Đẹp xuất sắc, mặt trắng nhá. Đấy, hai đồng hồ như vậy rất đẹp mà. Đây này, này mặt do chèn rất là đẹp nha. Vâng, tiếp theo là em âm ly của 7900, cũng là dòng của Pioneer. Tuy em nó là nhỏ nhưng mà võ em nó lớn nha. Đây em này cũng chơi bốn sò than 2 vít như của dòng mà chạy như sò của 7800 mắc đôi nó coi nhá. Em này tuy bé bé nhưng mà em nó đánh được cũng rất là nhiều dòng loa. Mà hàng bên em chuyển là toàn hàng chuyển chọn thôi. Đẹp, zin, hoạt động hoàn hảo, các chức năng coi nhá. Giá của em nó cũng rất là bình dân thôi. Tiếp theo là em MD của dòng Denon 1600 AL nhé. Em này thì giải mã thì nó thuộc dòng giải mã cao cấp rồi.
chạy MD có nhá, MD giải mã, chỉ cần ấn một nút dép cái thôi là anh em là khẩu là giải mã các coi nhá. Chạy MD hoàn hảo, nhưng mà là qua volume to nhỏ của đường quang các bác nhá. Và đây là đường analog, đây là lệch bài, chỉnh bài, chuyển bài và nồi bài. Optical 1, Optical 2 nhé, cô xoang AUX, nói chung là ngày em này cũng rất là nhiều tính năng ăn chơi. Các bác nào cứ yêu về cái MD hay là yêu nơi cái nào này cứ alo cho các em. Ở đây giới thiệu các bác là em âm ly cũng là đàn lông. Cái mà ai con này, em này là 940 nhá, em này là của đàn em của 940V này. Em này nó là 940 trơn. Đấy, mặt phanh nhôm trắng rất đẹp. Giá rất bình, mấy em này thì giá rất bình dân thôi. Em này thì chạy cũng 4 sò san ken 2 vít. Công suất cũng 205W cũng như là 940V thôi. Nhưng mà em này thì chạy 2 tụ lọc nguồn nhé. Em 940V này nó là 4 tụ lọc nguồn. Đánh được các dòng loa Mỹ, loa châu Âu này, nói chung loa Nhật là em nó phang rất tốt. Đấy, bát rất là khỏe, uy lực, tiếng sáng hay. Đấy, em định kíp món hàng giới thiệu các bác nào là yêu cái món nào thì cứ alo trực tiếp cho nhá, cho nó mua bán trao đổi cho nó nhanh hơn đấy. Giới thiệu các bác và đây là nó là em nó là vừa nghe nhạc vừa karaoke, nói chung là hết thuốc của dòng Watt. Nó là con em Watt nó là 601. 601 Suzy 2 nhé. Em Watt này sản xuất ở Mexico. Đấy, nó là 2 bát 20, 4 tép. Đấy, thùng to cao nè. Hàng thì bao zin, bao đẹp cho các bác. Hàng bên em toàn hàng tuyển chọn rồi. Các bác là ngày yêu món nào các bác cũng alo nhé. Nhiều em không báo giá là hết, nên là các bác là cứ yêu cái các cái món nào thì các bác alo trực tiếp cho anh. Các bác xem ưng model nào thì alo trực tiếp cho nhá. Xin chào tất cả các bác và anh em.